Đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người, chính vì thế mà thường để chuẩn bị cho ngày này mất rất nhiều thời gian công sức. Cô dâu chú rể ai cũng mong trong ngày quan trọng này sẽ có sự góp vui của bạn bè thân thiết. Thế nhưng sự việc dưới đây thì đúng là khiến nhiều người bất ngờ khi thấy trong đám cưới chỉ có 3 vị khách. Theo bài đăng, cô dâu này vì cưới xin gấp rút nên không kịp chuẩn bị khâu thiếp mời bạn bè, đành nhắn tin riêng cho một số bạn đến đám cưới. Tuy nhiên, vì danh sách bạn quá dài, cô dâu không thể gửi đi hết nên đã chọn cách đăng trạng thái trên trang cá nhân thông báo và tag tên các người bạn dưới phần bình luận. Cuối cùng, đến ngày trọng đại, chỉ có 3 người bạn đến tham dự, ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình. Cũng theo bài đăng của cô dâu, những người cô từng đi đám cưới chẳng ai đến, chỉ một số ít trong đó là chuyển tiền mừng, còn lại thì không thấy đâu. Sau khi sự việc được chia sẻ, dân mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong số đó, không ít người cho rằng cô dâu này đã không khéo léo trong việc mời khách, đám cưới là ngày trọng đại, vậy mà không chuẩn bị chu đáo. Nếu gấp thì cũng không thể chỉ mời cưới qua loa trên mạng xã hội như vậy, cảm giác không tôn trọng khách mời chút nào. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng bạn bè của cô dâu cũng hành xử không phải, nếu không đi được thì cũng nên báo lại một tiếng. Đặc biệt là những bạn mà cô dâu đã từng đi thì càng nên có cách xử lý vấn đề hợp tình hợp lý hơn. Nói chung đây là vấn đề tế nhị và khó nói, cả hai bên đều không biết cách làm sao cho đúng, thành ra vấn đề trở nên thật khó coi. Hy vọng cô dâu và gia đình sẽ vượt qua được cú sốc này để hoàn thành ngày lễ một cách trọn vẹn. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ nhé!